Đây là một cái vali. Đựng đồng hồ thì trước đây Kỳ Lân cũng đã từng làm một clip rồi, nhưng mà trước đây thì không có cái đại sách này, trước đây cũng không có cái quay này. Thì đúng lý ra mặc định là cái quay sách này phải làm cùng màu, cùng da, cùng loại với chất liệu này, và kể cả quay đeo cũng vậy. Nhưng cái vali đựng đồng hồ này là một cái vali phong thủy. Rương này chứa nhiều đồng hồ mà khi chúng ta đi di chuyển hoặc là đi giao hàng chẳng hạn, và không lẽ lúc nào cũng bơ cái rương đi, vì vậy mới phát sinh ra đời cái cầm này. Này là Kỳ Lân thiết kế và làm ra là có thể tăng chỉnh được, giống như dây thắt lưng vậy, có thể tăng chỉnh được. Đây,